Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 bài 6 trang 6 đến trang 14. Bài 6 giải mã những bí mật. Cuộc sống là một câu đố và giải mã những bí mật của nó là cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Dan Brown. Văn bản 1 trước khi đọc. 1. Em hiểu gì về công việc của một thám tử? Thám tử là một người chuyên thực hiện các hoạt động điều tra, theo dõi, giám sát, xác minh các vụ việc một cách độc lập theo yêu cầu. Thám tử có thể là một thành viên của một lực lượng điều tra nào đó hoặc là một người hoạt động độc lập theo kiểu sở hữu tư nhân nên được gọi là thám tử tư. Câu 2 nêu tên một nhân vật thám tử trong tác phẩm văn học hoặc là một bộ phim mà em biết. Chia sẻ ngắn gọn cảm nhận của em về nhân vật đó. Ví dụ nhân vật Conan là một thám tử nhí tài năng trong bộ truyện Conan thám tử lừng danh. Dù bị biến thành một cậu bé nhỏ, nhưng cậu vẫn sử dụng trí tuệ và khả năng suy luận xuất sắc để giải quyết các vụ án phức tạp và bảo vệ người thân. Tiếp theo đọc văn bản, ba chàng sinh viên, Arthur Conan Doyle. Thì phần đọc văn bản này các em sẽ mở sách giáo khoa và chúng ta sẽ đọc văn bản này. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes toàn tập, tập 2 theo Lê Quang Toản dịch, nhà xuất bản Văn học Hà Nội 2022, trang 572 đến 588. Sau khi đọc Arthur Conan Doyle 1859-1930 là nhà văn người Scotland. Ông sáng tác nhiều thể loại như tiểu thuyết lịch sử, truyện khoa học viễn tưởng, truyện ngắn, kịch. Ông nổi tiếng trên toàn thế giới với truyện trinh thám, trong đó có nhân vật chính là Sherlock Holmes. Sherlock Holmes đã xuất hiện trong 4 tiểu thuyết và 56 truyện ngắn của Conan Doyle. Một số truyện trinh thám nổi bật của ông như Cuộc điều tra màu đỏ 1887, Dấu bộ tứ 1890, Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes 1892, Những hồi ức về Sherlock Holmes 1894. Tiếp theo, câu hỏi giữa văn bản. Một vụ việc mà thầy Sơn muốn Sherlock Holmes giúp đỡ. Thầy Sơn muốn Sherlock Holmes giúp đỡ về vụ việc có người đã vào phòng làm việc của ông và sao chép đề thi quan trọng. Câu 2. Thầy Sơn nghi ngờ sinh viên nào đã chép trộm đề thi. Thì thầy giáo nghĩ McLaren là đáng nghi ngờ nhất. Câu 3. Watson nghi ngờ ai là thủ phạm chép trộm đề thi. Thì Watson nghi ngờ gã ăn nói lỗ mãng ở tầng trên cùng và gã người Ấn cũng có vẻ ranh ma. Câu 4. Những ai liên quan đến vụ việc chép trộm đề thi. Thì những cái nhân vật liên quan: thầy Sơn, ba cậu sinh viên, Gilchrist, Dallas Rat, Mike McLaren, người hầu Bannister. Câu 5. Lúc này Sherlock Holmes đã biết thủ phạm chép trộm đề thi chưa? Thì Holmes đã đoán ra được thủ phạm chép trộm đề thi. Câu 6. Suy luận của Sherlock Holmes về thủ phạm chép đề thi. Thì thầy Sơn từ lúc thầy nói rằng không có ai kể cả Bannister viết đề thi ở trong phòng này thì vụ này đã bắt đầu tự hình rõ rệt trong đầu tôi. Chúng ta có thể gạt thợ in ra khỏi diện nghi vấn. Nếu muốn anh ta có thể chép lại đề thi ngay trong nhà mình, tôi cũng không nghi ngờ cậu người Ấn vì bản in thử được cuộn lại nên cậu ta không thể biết đó là gì. Mặt khác, tôi không tin có người tình cờ bước vào và vô tình thấy đề thi, chẳng mấy chốc tôi đã có được chúng. Câu 7. Những người có liên quan đến vụ việc chép trộm đề thi có đúng như dự đoán của em không? Thì đúng như dự đoán của em thì Gilchrist và gã hầu Bannister có liên quan đến vụ trộm đề thi.
Tiếp theo trả lời câu hỏi 1. Tóm tắt chuỗi sự kiện của tác phẩm theo trật tự, vụ việc gây lo lắng, hoảng hốt, hành trình phá án của người điều tra, công bố sự thật. Thì truyện ngắn kể về trường đại học có cuộc thi cho sinh viên lấy học bổng giá trị cao. Về đề thi môn tiếng Hy Lạp là đề thi khó, thầy ra đề đã để đề in thử trên mặt bàn và đi vắng khoảng 1 tiếng. Đến khi thầy quay lại thì mỗi tờ thi lại để một góc khác nhau. Hôm được thầy mời đến xem xét và có 3 cậu sinh viên trong khả nghi. Và hôm đã tìm ra được thủ phạm, cậu ấy là vận động viên nhảy xa. Tuy biết đề nhưng đã từ chối không dự thi vì đã được nhận vào làm ở sở cảnh sát. Hôm đã chúc cậu tiền đồ sáng lạng và mong cậu có thể vươn cao trong tương lai. Câu 2. Vụ án xảy ra ở đâu? Những dấu vết quan trọng nào đã được Sherlock Holmes phát hiện trong không gian đó? Thì vụ án xảy ra trong phòng của thầy Holmes. Rồi những dấu vết quan trọng. Đề bài thi ở bài của trên bàn của thầy đã có cái sự dịch chuyển. Rồi trên mặt bàn làm việc của thầy Sơm có vài mảnh vỏ bút chì, một đầu chì gãy, vết rách dài khoảng 3 inch và một mẩu bột đen nhỏ. Câu 3 chỉ ra các cái chi tiết cho thấy áp lực về thời gian của cuộc điều tra. Việc tạo ra áp lực về thời gian điều tra như vậy có tác dụng gì? Thì các chi tiết cho thấy áp lực về thời gian của cuộc điều tra. Thời gian bắt đầu xảy ra vụ việc là từ 4:30 chiều khi thầy Sơm dùng trà với người bạn đã hẹn của mình. Và buổi sáng ngày mai là thời gian sinh viên vào phòng thi và nhận đề bài thi môn tiếng Hy Lạp để lấy học bổng. Thời gian phá án của hôm là một buổi tối, khoảng thời gian hết sức ngắn ngủi để điều tra ra người đã cố ý lẻn vào phòng thầy Sơm chép đề bài thi và giúp thầy Sơm thoát khỏi rắc rối. Thời gian ngắn và gấp rút đã khiến cho hôm căng thẳng suy nghĩ để tìm ra những giả thuyết lập luận cho vụ án. Đồng thời nhà văn đã tạo cho người đọc cảm giác hồi hộp, thể hiện được cái tài phá án của Sherlock Holmes. Câu 4. Để tạo nên sự hấp dẫn của truyện trinh thám thì nhà văn thường đánh lạc hướng suy luận của người đọc để cuối cùng chân tướng sự việc lộ diện bất ngờ. Đặc điểm này được thể hiện như thế nào trong truyện Ba Chàng Sinh Viên? Thì trong truyện tác giả hướng sự nghi ngờ vào Mike McLendon hoặc là chàng trai người Ấn bởi một người thô lỗ kịch cỡm một người yêu tiếng Hy Lạp, làm cho người đọc hướng suy luận vào hai người họ. Câu 5. Phân tích cách thức giúp Sherlock Holmes đi đến kết luận về người có hành động gian dối trước khi kỳ thi diễn ra. Loại trừ giả thiết, xem xét hiện trường, tìm kiếm bằng chứng, qua đó nhận xét về tài năng phá án của vị thám tử. Thì cách thức giúp Sherlock Holmes đi đến kết luận về người có cái hành động gian dối trước kỳ thi diễn ra. Ông đi đến tiệm văn phòng phẩm rồi tìm cái bút có vỏ giống mảnh vỏ bút chì ở hiện trường nhưng không tìm được. Ông đã dậy từ 6:00 sáng đi bộ suốt 2 giờ và mang về một mẫu đất sét hình chớp màu đen. Mẫu đất thứ 3 được lấy chính từ nơi có 2 mẫu đầu tiên. Câu 6. Việc nhà văn để cho Watson, bạn thân của Sherlock Holmes, vào vai người kể chuyện ngôi thứ nhất có tác dụng gì? Thì tác dụng làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn, hồi hộp, thêm phần chân thật. Người đọc như đang được trực tiếp, được nhìn thấy diễn biến của câu chuyện.
Câu 7, em rút ra bài học gì từ câu chuyện được kể trong tác phẩm? Thì em rút ra được bài học khi chúng ta gây ra lỗi lầm thì chúng ta phải biết nhận lỗi và sửa lỗi của mình. Con đường phía trước đang rộng mở, chúng ta hãy tiến về phía trước. Lần vấp ngã là bài học kinh nghiệm để ta vững vàng hơn trong tương lai. Cuối cùng, Hôm và người bạn quay trở về nhà với bữa điểm tâm, buổi sáng đang đợi ở nhà. Tiếp theo, kết nối với đọc, viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Bannister hoặc là Gilchrist trong chuyện Ba Chàng Sinh Viên. Thì trong văn bản Ba Chàng Sinh Viên của tác giả Arthur Conan Doyle thì em ấn tượng với nhân vật Bannister. Nhân vật là một người hầu trong ngôi nhà trọ khi phát hiện Gilchrist sao chép đề thi và trốn trong phòng. Thì ông đã cố gắng che đậy cho cậu sinh viên, không phải vì nhân vật muốn bao che cho những sự việc gian dối, mà vì bố của cậu sinh viên này có ơn với ông và ông cần phải quan tâm và chăm sóc cậu thay bố của cậu. Sau khi đã giúp cậu sinh viên bao che xong thì ông đã nói rõ phải trái cho cậu sinh viên hiểu. Điều này chứng tỏ ông là một người rất tốt bụng, nhớ ơn, người giúp mình và hướng về cái điều đúng đắn. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 9. Sau khi xem xong các em thấy thích, hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.